Xin chào anh chị các bạn, chào mừng anh chị các bạn đến với kênh Thùy Shares, kênh chia sẻ những kiến thức và những ý tưởng từ những cuốn sách hay nhất về cuộc sống và đầu tư. Bạn đã bao giờ phải vật lộn để duy trì một thói quen mới hoặc thực hiện một thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống của mình? Có thể bạn đã đặt mục tiêu tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh hơn, hay là bắt đầu một sở thích mới nhưng lại thấy mình từ bỏ chỉ sau vài ngày hoặc vài tuần. Đừng lo lắng quá vì bạn không hề đơn độc. Để tạo ra những thay đổi lâu dài trong cuộc sống của chúng ta là một thách thức không hề nhỏ, nhưng không phải là không thể. Đó là lý do một cuốn sách Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ được ra đời và nó được viết bởi James Clear. Cuốn sách là một hướng dẫn toàn diện để xây dựng, duy trì những thói quen tốt. Clear dựa trên những nghiên cứu mới nhất về tâm lý học, khoa học thần kinh và kinh tế học hành vi để đưa ra những lời khuyên thiết thực có thể hành động để tạo ra những thói quen giúp bạn đạt được mục tiêu của chính mình. Điều làm cho cuốn sách khác với những cuốn sách phát triển bản thân khác là tác giả nhấn mạnh về những thay đổi nhỏ. Ông lập luận rằng không phải những thay đổi lớn, mạnh mẽ mới dẫn đến thành công lâu dài, mà là những hành động nhỏ, nhất quán mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Bằng cách tập trung vào những chi tiết nhỏ trong thói quen của mình, chúng ta có thể tạo ra các vòng phản hồi tích cực, giúp củng cố hành vi của mình và giúp chúng ta tiến tới mục tiêu của mình. Cho dù bạn đang tìm kiếm cách cải thiện sức khỏe, năng suất làm việc hay các mối quan hệ của mình, Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ cung cấp một lộ trình để tạo ra những thay đổi lâu dài trong cuộc sống của bạn. Cuốn sách được viết theo phong cách hóm hình và đầy những ví dụ thực tế để gây được ấn tượng với độc giả từ mọi tầng lớp xã hội. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để kiểm soát những thói quen và thay đổi cuộc sống của mình, thì cuốn sách là dành cho bạn. Điều đầu tiên luôn ra từ cuốn sách là bắt đầu với những thói quen nhỏ có thể kiểm soát được. Đây là một nguyên tắc cơ bản và thiết thực trong việc hình thành thói quen, và vì nó giúp chúng ta tạo động lực và tiến bộ theo thời gian. Khi chúng ta bắt đầu với những thói quen nhỏ, sẽ có nhiều khả năng nhất quán và gắn bó với chúng. Chúng ta rất dễ bị choáng ngợp và bỏ cuộc khi cố gắng thực hiện những thay đổi lớn cùng một lúc. Bằng cách bắt đầu với một thói quen chỉ mất 2 phút hoặc ít hơn để hoàn thành, chúng ta có thể xây dựng sự tự tin, tăng dần độ khó của thói quen theo thời gian. Một trong những lợi ích chính của việc bắt đầu từ việc nhỏ là giúp chúng ta vượt qua ngưỡng năng lượng cần thiết để bắt đầu một thói quen mới. Nó như là động lực cần thiết ban đầu để bắt đầu một nhiệm vụ hoặc một thói quen mới. Khi chúng ta đã bắt đầu, việc tiếp tục sẽ dễ dàng hơn. Bằng cách làm cho thói quen trở nên nhỏ và có thể kiểm soát được, chúng ta giảm năng lượng cần thiết để bắt đầu. Điều này khiến cho chúng ta có nhiều khả năng gắn bó với thói quen đó hơn. Khi hoàn thành xuất sắc một thói quen, dù nhỏ đến đâu, chúng ta cũng cảm thấy hài lòng với bản thân và bắt đầu xác định mình có thể làm được điều đó. Ví dụ như nếu chúng ta bắt đầu thói quen trong đây 5 cái mỗi ngày, chúng ta bắt đầu thấy mình là người tập thể dục thường xuyên. Bản sắc tích cực này củng cố thói quen và khiến nó dễ dàng gắn bó hơn theo thời gian. Điều quan trọng cần lưu ý là bắt đầu từ việc nhỏ không có nghĩa là chúng ta nên đặt kỳ vọng thấp cho bản thân. Trên thực tế, tác giả nhấn mạnh rằng chúng ta nên có tiêu chuẩn cao cho các thói quen của mình và phấn đấu để trở nên xuất sắc. Tuy nhiên, chúng ta nên đảm bảo rằng thói quen ban đầu của mình là thứ mà chúng ta có thể thực hiện mỗi ngày. Theo thời gian, chúng ta có thể tăng độ khó của nó và thử thách bản thân để làm được nhiều hơn. Một trong những chìa khóa để tạo nên những thói quen nhỏ để biến chúng thành một phần của thói quen hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nên cố gắng liên kết thói quen của mình với những thói quen khác mà chúng ta đã thực hiện thường xuyên. Ví dụ, nếu chúng ta muốn bắt đầu thói quen đọc sách mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta có thể liên kết nó với thói quen đánh răng. Điều này làm cho việc ghi nhớ thực hiện thói quen dễ dàng hơn và nó giúp trở thành một phần tự nhiên trong thói quen của chúng ta. Vì theo dõi tiến trình của chúng ta và ăn mừng những thành công của chúng ta trên đường đi cũng là rất quan trọng. Điều này củng cố thói quen và giúp chúng ta xây dựng động lực. Chúng ta nên ghi lại thói quen của mình mỗi ngày và cố gắng xây dựng một chuỗi các ngày liên tiếp. Điều này mang lại cho chúng ta cảm giác hoàn thành và thúc đẩy chúng ta tiếp tục. Việc thứ hai là làm cho thói quen trở nên hấp dẫn hơn. Ý tưởng là tạo ra một môi trường làm cho thói quen của bạn hấp dẫn và thú vị hơn. Thế đây là một số cách để làm được điều đó. Đầu tiên đó là ghép nối thói quen của bạn với thứ gì đó bạn thích. Ví dụ, nếu bạn thích nghe nhạc, bạn có thể nghe những bài hát yêu thích của mình trong khi tập thể dục. Chẳng hạn như mình thích nghe nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, thì mỗi buổi sáng thức dậy, trong lúc trong đầy thì mình thường nghe nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Hay là nếu thích đọc sách, bạn có thể vừa đọc sách vừa đi trên máy chạy bộ. Một cách khác để làm cho thói quen của bạn hấp dẫn hơn là tạo hệ thống phần thưởng cho chính bạn. Điều này có thể đơn giản như tự thưởng cho bản thân sau khi bạn hoàn thành thói quen của mình. Làm cho thói quen của bạn trở nên xã hội hơn cũng có thể khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn. Ví dụ, bạn có thể tham gia một lớp thể dục hoặc một nhóm tập luyện để việc tập
luyện trở nên thú vị hơn. Nhưng mà khi mình bắt đầu chơi bóng bàn thì mình cũng tìm được câu lạc bộ để từ đó có động lực và có những người chơi cùng để từ đó tạo sự hấp dẫn lúc mình chơi và tập luyện. Mình cũng thể tìm một đối tác tập luyện để giữ cho nhau có trách nhiệm và động lực hơn. Cuối cùng, việc tạo ra một môi trường thú vị có thể khiến thói quen của bạn trở nên hấp dẫn hơn. Điều này có thể bao gồm những việc như trang trí không gian tập luyện bằng các màu sắc và mùi hương yêu thích của bạn, hoặc tạo bầu không khí thư giãn cho việc tập thiền của bạn. Việc thứ ba đó là làm cho thói quen của bạn trở nên dễ dàng hơn. Ý tưởng là làm cho việc thực hiện thói quen của bạn trở nên đơn giản và dễ dàng nhất có thể. Dưới đây là một số cách để làm được điều đó. Bước đầu tiên để tạo thói quen dễ dàng là giảm ma sát. Điều này có nghĩa là loại bỏ mọi rào cản hoặc chướng ngại vật gây khó khăn cho việc thực hiện thói quen của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn bắt đầu thực hành thiền hàng ngày, bạn có thể loại bỏ mọi thứ gây sao nhãng khỏi không gian thiền của bạn, chẳng hạn như điện thoại hay là máy tính bảng. Một cách khác để tạo thói quen dễ dàng là sử dụng quy tắc 2 phút. Điều này có nghĩa là chia nhỏ thói quen của bạn thành một nhiệm vụ đơn giản trong 2 phút. Ví dụ, thay vì nói rằng bạn sẽ chạy 30 phút mỗi ngày, bạn có thể bắt đầu bằng cách nói rằng bạn sẽ đi giày chạy bộ và chạy trong 2 phút. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn để bắt đầu và xây dựng động lực. Sử dụng tín hiệu trực quan cũng có thể giúp bạn tạo thói quen dễ dàng hơn. Điều này có nghĩa là đặt lời nhắc bằng tín hiệu trực quan trong môi trường của bạn để nhắc bạn thực hiện thói quen của mình. Ví dụ, bạn có thể để tấm thảm tập yoga trong phòng khách như một lời nhắc nhở trực quan về việc tập yoga hàng ngày. Cuối cùng, sử dụng công nghệ có thể khiến thói quen của bạn trở nên dễ dàng hơn. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng ứng dụng theo dõi thói quen để theo dõi tiến trình của bạn, đặt lời nhắc trên điện thoại hoặc sử dụng đồng hồ bấm giờ để giúp bạn tập trung và đi đúng hướng. Bài học thứ tư ra từ cuốn sách là làm cho thói quen của bạn trở nên ý nghĩa hơn. Ý tưởng là tạo ra cảm giác tích cực xung quanh thói quen của bạn. Điều này củng cố chúng và khiến chúng có nhiều khả năng gắn bó hơn. Dưới đây là một số cách để làm được điều đó. Tập trung vào quá trình, không chỉ vào kết quả. Thông thường, chúng ta quá tập trung vào kết quả của thói quen mà quên tận hưởng quá trình. Bằng cách tập trung vào quá trình và tìm hiểu niềm vui trong đó, chúng ta có thể tạo ra trải nghiệm hài lòng hơn. Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng giảm cân, hãy tập trung vào thực phẩm tốt cho sức khỏe mà bạn đang ăn và niềm vui khi nấu nướng thay vì chỉ quan tâm đến con số trên bàn cân. Hay cái khác đó là cá nhân hóa. Điều này có nghĩa là tìm kiếm cách nối thói quen của bạn với các giá trị và động lực cá nhân của bạn. Ví dụ, nếu bạn có trọng sức khỏe và sự lành mạnh, việc kết nối thói quen tập thể dục của bạn với giá trị đó có thể tạo ra cảm giác hài lòng và có mục đích hơn. Bước thứ năm là làm cho thói quen mang bản sắc của bạn. Bước đầu tiên để biến thói quen mang bản sắc của bạn là tập trung vào danh tính của bạn. Điều này có nghĩa là xác định kiểu người mà bạn muốn trở thành và sắp xếp các thói quen của bạn phù hợp với bản sắc đó. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành một người khỏe mạnh, bạn có thể điều chỉnh thói quen của mình bằng cách tập thể dục và ăn uống lành mạnh hơn. Khi tạo thói quen dựa trên bản sắc, điều quan trọng là phải bắt đầu từ việc nhỏ. Điều này có nghĩa là tập trung vào một thói quen nhỏ phù hợp với danh tính mong muốn của bạn và xây dựng từ đó. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành một nhà văn, bạn có thể bắt đầu bằng việc viết 10 phút mỗi ngày. Một cách khác đó là sử dụng những lời khẳng định. Những lời khẳng định là một công cụ tốt, mạnh mẽ để tạo ra sự thay đổi trong bản sắc và niềm tin của bạn. Điều này liên quan đến việc sử dụng những tuyên bố tích cực về bản thân và danh tính mong muốn của bạn để củng cố thói quen của bạn. Ví dụ, nếu bạn có thể tự nhủ tôi là một nhà văn hoặc tôi là một người khỏe mạnh để củng cố niềm tin, biến chúng thành một phần bản sắc của bạn. Hãy bao quanh bạn với những người cùng chỉ hướng. Điều này có thể đơn giản như tham gia một nhóm hoặc là hội thảo của nhà văn. Cuối cùng, sử dụng môi trường sống của bạn cũng có thể giúp củng cố thói quen dựa trên danh tính của bạn. Điều này có nghĩa là tạo môi trường hỗ trợ danh tính và thói quen mong muốn của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành một người khỏe mạnh, bạn có thể nấp đầy căn bếp của mình bằng những thực phẩm tốt cho sức khỏe và loại bỏ những món ăn vặt không tốt cho sức khỏe. Phần thứ 6 là tập trung vào những chiến thắng nhỏ. Ý tưởng là chia thói quen của bạn thành các bước nhỏ, dễ quản lý và tập trung vào việc đạt được tiến bộ mỗi ngày. Dưới đây là một số cách để làm được điều đó. Sử dụng quy tắc 2 phút. Quy tắc 2 phút liên quan đến việc chia nhỏ thói quen của bạn các bước nhỏ 2 phút một. Điều này giúp bạn bắt đầu dễ dàng hơn và tạo cảm giác có động lực. Ví dụ, nếu bạn muốn bắt đầu thể dục, bạn có thể bắt đầu chỉ với 2 phút thư giãn cơ mỗi ngày. Hãy ăn mừng chiến thắng nhỏ của bạn. Ăn mừng chiến thắng nhỏ là cách quan trọng để tạo ra cảm giác tiến bộ và động lực, cũng như sự thỏa mãn hài lòng. Điều này có thể đơn giản như tự cho mình điểm cao về mặt tinh thần, hay là đánh dấu một ô trên thanh công cụ theo dõi thói quen của bạn. Sử dụng công cụ theo dõi thói quen. Công cụ theo dõi thói quen là một công cụ giúp bạn theo dõi tiến trình của mình và xem trực quan được bạn đã đi bao xa. Điều này có thể tạo ra cảm giác hài lòng và động lực.
để tiếp tục. Hãy tạo chuỗi. Tạo chuỗi là một cách khác để tập trung vào những chiến thắng nhỏ. Điều này liên quan đến việc thực hiện thói quen của bạn mỗi ngày và tạo một chuỗi trực quan trên chính theo dõi của bạn. Nhìn thấy chuỗi phát triển dài hơn mỗi ngày có thể tạo ra động lực và động lực. Cuối cùng, đặt mục tiêu có thể đạt được. Đặt mục tiêu có thể đạt được là một cách quan trọng khác để tập trung vào những chiến thắng nhỏ. Điều này có nghĩa là đặt mục tiêu thực tế có thể quản lý được. Ví dụ, nếu bạn muốn đọc nhiều hơn, bạn có thể bắt đầu bằng việc nhỏ như là đọc 10 trang sách mỗi ngày. Và cuối cùng, nút là tập cuốn sách là sử dụng môi trường của bạn để hình thành thói quen. Ý tưởng là tạo ra một môi trường khiến thói quen của bạn mong muốn trở nên thuận tiện hơn, và những thói quen không mong muốn của bạn trở nên khó khăn hơn. Sẽ đây là một số cách để làm được điều đó. Đầu tiên, đó là chuẩn bị cho môi trường của bạn. Chuẩn bị cho môi trường của bạn liên quan đến việc thiết lập môi trường của bạn để làm cho các thói quen mong muốn trở nên thuận tiện hơn. Ví dụ như bản thân mình, tôi sẽ chuẩn bị một chiếc áo khoác mỏng và chiếc cần thun để ngay trên giường, để khi mình thức dậy có thể mặc được ngay. Bởi vì thời tiết buổi sáng ở nơi mình ở thường là hơi lạnh, mình chuẩn bị quần áo như vậy là mình có thể thoải mái rời sự cám dỗ của chiếc giường và bắt đầu những cái chống đẩy đầu tiên. Đi theo trực quan là một cách khác để sử dụng môi trường của bạn để hình thành thói quen của bạn. Điều này liên quan đến việc sử dụng lời nhắc trực quan về thói quen mong muốn của bạn. Ví dụ, nếu như bạn muốn uống nhiều nước thì cách dễ dàng nhất là bạn có thể để một chai nước hoặc là một cốc nước trên bàn làm việc của bạn như một gợi ý trực quan. Cách thứ ba, làm cho thói quen không mong muốn của bạn trở nên khó khăn hơn. Làm cho thói quen không mong muốn trở nên khó khăn bao gồm việc tạo ra các rào cản đối với thói quen đó. Như việc là bạn muốn ngừng xem TV vào đêm khuya, bạn có thể rút vít cắm của TV và cất điều khiển từ xa ở một phòng khác, hay như chính bản thân mình, để tránh việc dùng điện thoại khuya, thì trước khi đi ngủ, mình sẽ để điện thoại trên bàn làm việc, chứ không mang lên giường. Thời gian đầu khi bạn làm như thế, bạn sẽ cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó, nhưng dần dần bạn sẽ quen và tránh được những cảm giác tiêu cực khi cứ nằm lướt mạng xã hội. Cái khác đó là sử dụng ý định thực hiện. Ý định thực hiện là những kế hoạch cụ thể và cách thức và thời điểm bạn sẽ được thực hiện những thói quen mong muốn của mình. Điều này tạo ra cảm giác có thể dự đoán được và khiến bạn có nhiều khả năng sẽ làm được. Ví dụ, nếu bạn tự nhủ sau khi đánh răng vào buổi tối, mình sẽ đọc sách, thì đó là ý định thực hiện. Hãy chọn hội nhóm cho mình một cách cẩn thận. Hội nhóm của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến thói quen của bạn. Bao quanh bạn và những người ủng hộ thói quen mong muốn của bạn có thể giúp bạn gắn bó với thói quen tốt dễ dàng hơn. Những lời khuyên trong cuốn sách có thể giúp bạn xây dựng thói quen tốt hơn và đạt được mục tiêu của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và nếu thấy hay hãy bấm like và chia sẻ. Cuối cùng, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, người thân và gia đình, và sớm đạt được tự do tài chính thông qua đầu tư.